Xin chào nhà ha, mình mới pha cái gói sâu ha. À, hổ báo có tròn ha, đặc trị sâu tơ, sâu đục thân, sâu cuốn lá, nhánh giá bộ trĩ ha. À, phun 4.000 lần nha, phun buổi chiều. Thì bây giờ tôi phun buổi chiều ha. Nãy giờ phun được mớ rồi. À, phun được nửa vạt bên kia rồi. Giờ tiếp tục phun bên đây. À, thì cả nhà nhớ phun nè, mới phun rước cái lá nè. Bên này chưa phun nè. Được non ra đỏ cây luôn ha. À, bây giờ là phun phun đọt đọt ra đỏ cây của anh chị 4 ngày phun lần nha. Sâu bộ trĩ nó ăn ghê lắm, mùa này mà không có cái lá là Tết là không có bông đó nha. Đó, cái này chỉnh sửa lại nè, à, hết con là nè, phun bùng đọt là đọt bắn ra, đọt bắn ra nhớ phun từ sâu bộ trĩ liên tục nha, 4.000 lần thì cái lá nó mới được vậy, không ấy là nó ăn sạch sẽ không còn miếng à. Để giờ bữa coi cái nụ này làm sao cho anh em xem đỡ buồn ha, chắc cú là bông đẹp tại vì mình lựa mà. Đây ở bên này có cái bông đẹp hay gì nè. Ôi ơi sâu. Có sâu rồi nha cả nhà, nè. Trời ơi. Thấy chưa? Phun liền đi chứ không cái là nó ăn không còn lá là hên. Tới ngày phun đó cả nhà là bắt đầu nó xuất hiện rồi đó. Tại hổng phun bung đọt là nó có mình có pha sâu vô trọng á, nên là cái đoạn nó thoát ra đi luôn. Công nhận đeo bình này mỏi dai thiệt chứ, nặng. Ừ, bông à, bông mấy lớp luôn nè mà nó khô quéo lại luôn à. Rồi gió ngược rồi, thôi xin dừng video đây cả nhà để mình né. Thôi xin chào ha, chúc cả nhà vui vẻ, nhớ phun trừ sâu nha.